đón à? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dương Phương Hương. Ui, Saka thấy mình đi chơi về. Nào, không có đồ gì đâu. Nào, từ từ ra. Xuống nữa nhá. Ui, thôi. Hôm trước ấy thì mình có đọc comment có một bạn yêu cầu mình là làm thử thách 24 giờ ăn đồ hình Doraemon. Thì mình nghe cái thử thách này nó khá là hay. Ui rồi, mình thì ui. Các bạn ơi, nó cắn luôn rách cái túi đồ của mình rồi. Mình lại còn thích cái nhân vật Doraemon đấy. Thế nên là hôm nay mình quyết định sẽ thực hiện cái thử thách này. Mà vừa nãy thì mình đã đi siêu thị để mua đồ. Đây là túi đồ mình chuẩn bị để làm thử thách 24 giờ này. Bây giờ, ui. Osaka nó cao với mình mà đỏ hết cả người. À đúng rồi, quên. À, có vẻ là nó thấy cái hình này của mình nên là nó đang muốn xin các bạn ạ. Các bạn thấy hình chưa? Đây chính là cái trong chóng tre mà Doraemon vẫn thường để bay trên trời ấy. Mình sẽ bay. Như cái trong chóng tre này nó không có cái tác dụng gì các bạn ạ. Nó chỉ là cái bờm thôi. Ok, bây giờ thì mình vừa đi siêu thị về. Bây giờ mình sẽ ăn sáng đã nha. À, Osaka đi không? À, đi vào đây. Yeah. Ồ, nóng quá. Đây chính là bữa sáng của mình. Mình đã mua cái hộp mì Doraemon các bạn thấy không? Hình Doraemon, đồ ăn của Nhật Bản. Ồ, cái này nó có cả thêm canxi này các bạn này. Cung cấp thêm canxi. Ồ, cái này rất tốt cho những bạn nào mà đang trong tuổi phát triển nha. Lần đầu tiên mình thấy mì mà có thêm canxi ấy. Bình thường toàn thấy sữa có canxi đúng không? Wow. Thơm quá. Người đấy thơm quá. Saka đang thèm nhưng mà Saka thì mình nó không ăn được mì tôm các bạn ạ. Ăn mấy cái đồ này là nó đi hẳn ngay. Thôi Saka tính ra cho ăn sau nhá. Wow. Vừa mới đi siêu thị về đói quá. Ở đây nó có mùi như kiểu mùi phô mai sữa. Thơm ơi là thơm. Ôi, còn có cả rau này. Không phải lá hành như bình thường đâu. Còn đây là rau như kiểu là rau cải ấy. Ngon lắm. Đúng rồi, rau cải các bạn ạ. Nó còn trang trí thêm những cái hình ấy rất là đẹp nữa này. Như hình ông mặt trời. Đà. Chắc các bạn nhìn không rõ đúng không? No quá các bạn ơi, mình vừa mới ăn sáng xong ấy. Bây giờ thì chắc là mình sẽ chơi game đi. Bởi vì sao? Bởi vì game đối với mình là một thứ không thể thiếu nào trong cuộc sống của mình được. À đấy, nói đến game mình mới nhớ nhá. Hôm trước ở trong cái thử thách 24 giờ trong lều chăn đấy, mình có chơi game thì cái trò đấy thì có rất nhiều bạn hỏi mình nó là trò gì mà mình chưa có thời gian để trả lời hết được ấy. Thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết trò đấy chính là trò Pin Rescue. Cái trò này rất là hay luôn mà cấu hình nó lại còn đẹp nữa. Đã thế, cách tải lại cực kỳ đơn giản. Ai mà sử dụng cái hệ điều hành iOS ấy thì chúng ta sẽ vào cái mục phần App Store. Còn ai mà sử dụng hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ vào phần CH Play. Sau đó gõ chữ Pin Rescue là nó ra thôi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Đấy, đây cái game này thì mình đã chơi đến bàn từ bây giờ là bàn số 64. À đấy, từ từ. Trước khi chơi game thì mình còn giới thiệu cho các bạn cái này nữa này. Đây, các bạn vào cái phần skin này nhá. Đó, các bạn thấy không? Ở đây có rất nhiều hình ảnh, rất nhiều trang phục luôn. Mình sẽ ấn vào cái mục phổ thông. Ở cái mục phổ thông này thì chúng ta có thể mua các nhân vật này bằng tiền. Mà tiền thì kiếm ở đâu? Kiếm ở khi mà chúng ta qua bàn thì chúng ta sẽ có tiền. Hoặc là chúng ta xem quảng cáo ấy. Nhưng mà xem hết quảng cáo thì chúng ta sẽ có tiền nhá. Đây là mình, bây giờ mình đang có 1.720 tiền 20 đồng xu ấy. Nhưng mà thôi mình không cần mua cái gì đâu. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái mục thành tựu. Ở cái mục thành tựu này thì các bạn có thể mua nhân vật này rất là đơn giản. Chỉ cần ấn vào cái đấy. Ví dụ nha, mình ấn vào cái bạn mặc áo tím này đi. Đấy. Sau đó là chúng ta xem hết quảng cáo. Nhớ là phải xem hết quảng cáo nhé. Sau đó là chúng ta nhận được thôi. Đây, mình phải xem quảng cáo đã. Rồi đấy, bây giờ thì mình đã nhận được cái hình cái cô áo tím rồi. Các bạn thấy không? Mình đã có rất nhiều nhân vật rồi đây này.
chỉ cần xem quảng cáo đã có nhân vật, quá là đơn giản. Bây giờ thì tiếp sang đó chính là cái phần đặc biệt. Cái phần đặc biệt này thì chúng ta cũng chỉ cần xem quảng cáo là có thể nhận hình, nhận những cái hình ở đây. Mình càng xem nhiều thì mình lại càng nhận được nhiều hình. Bây giờ thì mình sẽ chơi luôn nhá. Đây, mình đang ở bàn số 64 à. Bàn này các bạn thấy không? Rất là nguy hiểm luôn. Vừa có lửa này, vừa có nước này, lại còn có mấy cái thằng mafia nữa cơ. Khó nhở. À đây, mình sẽ cho lửa này vào dập tắt thằng này. Sau đó làm sao này? À, sau đó cho nước đấy, để dập tắt lửa. Và cuối cùng cho cô gái của mình xuống. Ý. Ta-da, qua rồi. Ủa, sao mà này đấy các bạn không? Cái này nó là chữ tiếng Việt rất là dễ luôn. Cứu con gái là, tức là mình phải cứu cái cô bạn này của mình này. Ai, mình sẽ cho quả bom này nổ. Đấy, đúng rồi. Giờ mình chỉ cần xuống cứu cô gái này thôi. Ô, nhưng mà cứu xong đi đâu nhỉ? À, cái phần này không cần qua cánh cửa các bạn ạ. Ui, sang cái bàn 66 này nhìn cái màu xanh quá là đẹp luôn. Màu xanh, ui nhưng mà nó bắt đầu phần này mình thấy hơi khó hơn rồi đấy. Ở trên có cái gì ấy, có cánh quạt à? Khó thế nhở? Giờ chơi kiểu gì ấy? Thôi mình cứ thử đi nhá, thử đại nhá. À, cái cánh quạt này nó còn cho nước nữa cơ. Giờ làm sao? Ồ, thế thực ra nó chả liên quan gì các bạn ạ, nó là đánh lừa đấy. Rồi, đến bàn số 67 này, không biết liệu nó có đánh lừa mình nữa không. À đấy, giờ mình mới nhớ ra này, ở cái game này rất là hay nhá. Những bạn nào mà sử dụng cái hệ điều hành Android ấy, thì đến cái bàn số 21 thì nó sẽ có một cái phần, đó chính là phần chơi thử thách. Cái trò đấy cái phần đấy cực kỳ đặc biệt luôn. Đấy, bạn nào mà sử dụng cái hệ điều hành Android thì cứ thử đi nhá, hay lắm luôn đấy. Mình mãi chơi game quá chưa cho Saka ăn rồi. Đây con cho đây, bố ơi. Đi vào đây. Đúng rồi. A few moments later. Ôi, các bạn ơi, con Saka nhà mình nó ăn khỏe quá các bạn ạ. Cho nó ăn tận 2 bát tô luôn. Ôi, quá kinh khủng luôn. À đúng rồi, quên đấy. Hôm nay mình có mua rất nhiều đồ liên quan Doraemon. Ôi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên xem là mình mua những gì nhá. Đây, các bạn xem nè. Toàn Doraemon là Doraemon. Đấy mà đa số ở đây là đều là đồ Nhật Bản này. Các bạn biết tại sao? Bởi vì đơn giản là Doraemon nó xuất xứ từ Nhật Bản thôi. Đấy. Có gì đâu? Ôi. Cái đồ Doraemon này mình hơi khó tìm. Thế nên là mình chỉ mua được bằng này thôi. Hôm nay thì mình mua chủ yếu là sô-cô-la. Nên là mình sẽ bóc trước sô-cô-la cho các bạn ăn. À, xem nhá. Gói đây, gói này mình thấy nó đủ màu sắc, có các hình này, Suka này, chai em các thứ. Mình bóc ra xem là vị nó có ngon không nhá. Được rồi, không có chỗ bóc sao. À, mở ra đã thấy mùi sô cô la. Wow, Suka có thấy giống mình không? Mình mà buộc tóc hai bên như này là giống Suka đấy. Doraemon này mình sẽ lấy ra mỗi thứ một vị. À, Doraemon đổ hết ra đi. Và các bạn xem. Wow, ngon cơ đi. Mình sẽ ăn trước hình Doraemon. Ô, mình cứ tưởng nó là một cái viên tròn ấy, ai ngờ bên trong nó lại có rất nhiều viên nhỏ. Ồ, tính ra mua cái gói này lãi các bạn ạ. Nhiều hình chưa này. À, ăn giống cái sô-cô-la bình thường. Cũng không đặc sắc lắm nhưng mà được cái vỏ rất là đẹp. À, thử xem, biết đâu cái vỏ hình khác nó lại là cái khác. Ô, không phải đâu các bạn ơi, cái nào cũng giống nhau này. Mấy cái này, màu này, nó chia ra màu nhưng mà ăn thì màu nào cũng như nhau thôi, nó đều là sô-cô-la. Nên là sô-cô-la này thì nó không đến mức ngọt quá, ăn cũng rất là ngon.
Không còn có gì hay ho hơn nhỉ. À đây, đây chính là cái gì đây? À, cái này như nó là kẹo gum. À đúng rồi, ngày xưa hồi nhỏ mình rất hay ăn cái kẹo gum. À, bây giờ nó có cái hình Doraemon này, thành ra mình không nhận ra các bạn ạ. À mình thấy có cái gì hay ở cái hộp này rồi đấy. Đây, cho các bạn xem này. Từ từ rồi nó sẽ bật mí nhá. Đây, các bạn biết đây là cái gì không? Đây chính là cái hình dán mà có thể dán được lên cơ thể chúng ta. Ở đây thì bảo sưu tập 40 hình xăm bảo bối. Một gói này thì có bao nhiêu nhỉ? Một gói này, một hộp này thì có 3 gói. Hay là mình mua 2 hộp không? 2 hộp rồi mới được có 6 thì à? Ít thế. Thiếu tận 34 cái nữa. Thôi xem các hình ở đây nó có giống nhau không? Thì mình sẽ lột ra. Sau đó dán vào tay. Dán vào đâu? Đây mình sẽ dán vào đây đi. Đó, mình đã có một hình xăm Doraemon. Xem nào. Cái này mình thích rồi đấy, mình sẽ tiếp tục bóc xem là mình sưu tầm được những hình gì. À, tại sao mình bóc ra mà mình không ăn này? Thì mình phải ăn đó. Xem vị nó như thế nào. Hương gom vị à? Có gom vị cam. Cái nào cũng hương cam à? Ừ, đúng rồi, cái nào cũng hương cam các bạn ạ. Ô, cái này cũng là hình Doraemon nhưng mà ở dưới thì có rất nhiều. Đây là thầy giáo à? Lại, dán tiếp. Còn chỗ nào dán là mình sẽ dán kín tay luôn. Xăm kín tay. Vậy là mình đã sở hữu 3 hình Doraemon. Còn một hộp nữa thì mình sẽ có thêm 3 hình nữa. Tí nữa thì mình sẽ dán hết cả bên này. Thành ra là mình đã có 6 hình. Nhưng mà vẫn chưa thấy kín các bạn. Mình quyết định tối nay mình sẽ đi mua tiếp. Để cho nó thành một dân chơi xăm kín tay, kín lưng, kín người luôn. Các bạn thấy mình chất không? Xem còn đồ gì hay không nhỉ? À đây, một hình Doraemon to như cái mặt của mình. Nghĩa bên trong đó là cái gì? Xem nào. Ui giời. Trời ơi, nhìn hộp thì to đồ sộ. Ai ngờ bên trong có mấy cái kẹo mút này. Chả biết làm gì nữa nhỉ? À thôi mình đi ngủ đi. Đi ngủ cho đảm bảo sức khỏe. Đi ngủ đã nha. A few moments later. Các bạn ơi, ngủ xong một giấc một tỉnh táo hết cả người. Cái thử thách này sướng thật đấy. Vừa được ăn này, vừa được ngủ một cách thoải mái mà không bị gò bó bất kỳ ở cái chỗ nào. Bây giờ chiều à? Xem mấy giờ? Wow, 4 rưỡi rồi. Mình ngủ như con heo vậy. Đây, thôi mình đi quét sân đi. Nhà mình ấy, được cái nhiều cây nên là rất là mua việc cho mình các bạn ạ. Ngày nào mình cũng phải quét sân ấy. Mà có phải là quét mỗi một mùa đâu. Quanh năm ngày tháng mùa nào cũng phải quét. Thì mà lắm nó không quét được. Các bạn thấy mình có chăm không? Vừa quét sân xong lại đi tưới cây. Ai tưới cho em hiêu đỏ cho nó khỏe mạnh, tươi tốt. À đúng rồi, đây. Mình đố các bạn một cái câu hỏi vô cùng khó. Đó chính là các bạn có biết cây này là cây gì không? Mình nghĩ là phải đến 99.9999% các bạn không biết cây này là cây gì. Đấy, tưới này. Cây này là mình nuôi lâu năm lắm rồi ấy các bạn thấy không? Gốc cây to như thế này rồi cơ mà. Mình phải xả nước ở cái bể bơi này các bạn ạ. Đấy, hôm qua vừa mới tắm xong. Xong rồi đãng trí thế nào. Quên mất không lấy cái bạt che vào đây. Thành ra các bạn thấy không, bao nhiêu là lá cây xong rồi bụi bẩn nó vào. Bẩn hết cả nước này lại. Thành ra mình lại phải thay nước mới. Bởi vì mình thích bơi lắm. Một tuần mình phải bơi đến 4-5 lần ấy. Mà giờ nước bẩn này làm sao mà bơi được đúng không. Lại phải thay nước mới. Mà cái bể bơi nhà mình nó to chứ. Mỗi lần thay ra xong lại bơm nước vào mất bao nhiêu thời gian.
À đấy, nói bể bơi mới nhớ này, mình đang có một cái ý tưởng rất là hay ho để thực hiện với cái bể bơi này, nhưng mà mình chưa thể nào bật mí được. Với lại bạn nào mà có cái ý tưởng nào mà cũng thấy hay thì hãy comment xuống dưới. Nếu mà mình thấy hợp lý thì mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Sao các đi theo đây. Wow. Nhiệm vụ rất là quan trọng mỗi khi chiều đến đó chính là dắt em Saka đi vệ sinh. Mình á, công việc hàng ngày của mình chỉ như thế thôi. Sáng chơi với chó, trưa chơi với chó, chiều chơi với chó, tối cũng vẫn chơi với chó, nhưng đêm thì ngủ với thỏ. Nào Saka, đi vệ sinh không? Đi tập thể dục nào. Many, many minutes later. Chạy nhanh. Ôi, con này nó chạy nhanh quá, đuổi theo nó về hết cả hơi. Chắc sút vài cân với con này mất. Đấy các bạn thấy không? Đợt này nó béo quá nên là ngày nào mình phải cho nó đi tập thể dục. Không thì nó không phải gọi là con chó rồi, nó gọi là con lợn. Thắng không? Khỏe chưa? Sướng không? Đi vào nhà nhá. Đi. Chứ rồi nó vẫn muốn chơi các bạn ơi. Muốn chơi thì cũng phải về nhà. Đi về là tối cho đi chơi nhá. Tối lại cho đi công viên, nhanh nhanh vào đây, vào đây, vào đây. Đúng rồi, ngoan quá, vào đây. Mệt quá, đi với Saka tốn nhiều năng lượng thế nhở. Bây giờ còn đồ gì mình phải ăn luôn mới được. Đói lắm rồi. Còn Bim Bim này. À, đây là kẹo vị chanh muối. Nghe hay nhở, chanh muối đúng rồi. Nước chanh muối mình ăn, mình uống thì rất là ngon. Chả biết ăn thì như thế nào nhỉ. 3 viên kẹo cộng C. À, cái này cung cấp vitamin C. Rất là tốt rồi đấy. Ừ, còn ngon nữa. Mình rất thích cái kẹo nào mà nó không bị ngọt quá như thế này ấy. Nó có một chút hơi chua chua của chanh ấy. Ừ, cái này ăn ngon đấy. Ơ, sao thế nhở? Ôi, tôi chết rồi. Sao tự nhiên lại tới như này? Chết rồi, nhà mình bị mất điện à? Ôi các bạn ơi, có một vấn đề rất là nan giải xảy ra trong ngôi nhà mình, đó chính là nó bị mất điện rồi, không hiểu tại sao luôn ấy. Mà mất điện như thế này thì mình biết quay cái gì cho các bạn được, tại vì tối á, phòng mình tối lắm mà không quay được. Thôi chắc là thử thách của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình hứa với các bạn là từ giờ đến sáng ngày hôm sau cho tròn 24 tiếng mình sẽ không ăn bất kỳ đồ nào mà không có hình Doraemon. Mình thề với các bạn luôn đó. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích video này của mình thì hãy cho mình một like, một comment. Đừng quên là ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông bên cạnh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.